bây giờ thì cái luồng ở ngoài đi vô, chuẩn bị cái luồng phía trong đi ra nha các bạn. Đây ta mở dây lai gà hết rồi nè. Mấy sáu. Cái bồ như khúc chàm vậy, cái chàm bạch đằng là nhìn thấy trang luôn, cái bồ quá bự. Chiếc này 5-600 tấn vậy nè các bạn, này chở đá ha, đi từ ở Antaco đi biển. Đây các bạn, tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem những chiếc ghe và những chiếc xà lan chuẩn bị tiền vô cái âu thuyền các bạn ha. Về phía xa thì mình thấy là có cái anh vỏ lãi độ cái dàn máy trong ha, làm cái la ký chạy rất là bóc đầu luôn kìa. Cái mở dây ra chạy sụp khối rồi vậy. Ghe này ghe câu các bạn. Vô cái âu thuyền là trên tay ai cũng một là cầm cái trái động, cái thứ hai là cầm cái cuộn dây nha các bạn. Phía kia thì mình thấy có một chiếc xà lan hai cabin cũng khá là lớn luôn. Chiếc này mình nghĩ là tầm mức nước là 3m, 3m2 rồi đó lên các bạn. Rất là cao nha, chỉ phía ngoài là nước ròng mà ảnh còn cao hơn ở trên cái biển báo nữa kìa. Chúng ta cùng nhau xem chiếc xà lan khổng lồ phía xa đó lên như thế nào ha. Ghe này tục bô hú nghe đã quá ta. Phía kia có chiếc xà lan đi biển luôn các bạn.
Yeah. Xà lan này đóng theo cái kiểu đời khá là cũ rồi các bạn. Oh oh yeah kìa. Quá đã. Oh oh wow kìa. Chỉnh cái mũi lại các bạn. Ừ, chiếc kia bơi rồi, chiếc kia không lên xiết là bơi nha. Giờ chiếc ghe sắt qua bên đi, cho hai chiếc xà lan nó động bên đi. Chị nó bơi. Hai chiếc này lọt không? Nó bự lắm à. Rồi phải. Phải cho chiếc ghe qua bên okay. Đi, chiếc xà lan lên luôn là lọt okay. Đó. Được đó. Dính, dính. Đây nè. Dính, 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 dính. Rồi. Ôi giời. Tông trụ luôn. Quá. Wow. Giờ vẫn biết quay ngang câu thiệt luôn cả. Rồi chiếc xà lan này bây giờ nó đâm ngang luôn rồi nha. Nó vô âu thuyền mà đỡ đâm ngang rồi các bạn. Chắc có thể là nó lui lại. Này cabin trước. Khoảng 500 tấn à. Ở đây chiếc này nó vô trước rồi. Chiếc phía sau là có thể là không vừa luôn nha. Mà coi cái vụ gì đây. Sợ lui lại nó dính cái mỏ neo hay gì quá. Chiếc ghe đậu gần gần nó lui không được. Mày cứ vào lại chạy vô thuyền mà. Trời ơi trời, xong luôn rồi.
dầu rồi. Chỗ này không bị cạn mà anh quay đầu rất là khó các bạn. Mấy cái trụ này là gung ginh hết trơn nha, cạ vô. Ba chiếc con này là banh cái ô thuyền luôn á, quá căng. Hết ga dữ vậy trời. Giờ chạy thẳng vô thuyền nha các bạn. Mấy chiếc khổng lồ này vô cái âu thuyền này như thế này các bạn rất là căng ha. Thì chở khó ghê luôn. Bây giờ trong đây mới có 2 chiếc. Rồi nạp cục nào cũng lấy khối cục cục nữa không. Bây giờ thì cái anh này vô các bạn rất là khó ha, không thể nào vô trong được. Thì anh xà lan hai cabin ở ngoài lây hoay nó hoay chưa vô được, thì bây giờ là có thể là tạo một khoảng trống cũng khá là lớn vừa cho anh xà lan ở phía ngoài vô ha. Quý quá rồi, ghê vậy. Rồi vậy. Dướng. Trời ơi. Đây mình luôn. Rồi. Quá rồi. Vô đi. Tấp vô cống như vậy nè. Tấp vô đó kìa. Chạy vô cống hở chứ không nghe mẹ đi. Rồi. Dướng cái mũi. Rồi. Vô ra ngoài luôn đi, tụi mình vô. Mấy ông này tiếp vô cái vỏ nào kêu lên trên hả chứ. À. Cái vỏ đó lên trên.
lên đi. Quấy cái đầu vô ha. Vô đây lọt hết trơn à. Bốn mấy cái nè. Quá trời cao chiếc xà lan này. Tí nước rồng mà anh coi nè. Như một căn nhà khổng lồ. Quá cái máy phía trong hú thì ghê rồi. Trời trời. Anh muốn tới cái biển báo ở phía trên luôn. Trời ơi, còn 50 mấy mét thôi ông ơi. Đó mà. Đó. Tàu của ông nhiêu mét? 46 hả? 6 mét. Muốn tường đường ở phía trên tới cái cành cống lên trên là nó sát nhau luôn các bạn. Cái cabin muốn lên tới trên cái nóc cầu luôn kìa. Lú cái là ký lên phía trên đúng không ạ? Bây giờ tạm thời là cũng là ổn định ha. Bắt đầu là giờ ở bên ban quản lý cống là chuẩn bị đóng cái âu thuyền các bạn. Bê cái lái bên kia luôn rồi. Gì vậy? Đắp phải luôn rồi. Cái thang. Đắp luôn rồi. 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 Cái gì vậy? Nè. Rồi luôn. Thì nước lên luôn rồi. Thì nước gì trời. Cây thang như cây xương sống luôn rồi. Xà lan lớn thì phải vô âu ta mũi buộc lái đi rồi đạp máy là vui hoài. Quá trời khổng lồ chiếc này vô đây gói đội hình luôn. Thôi giờ chuẩn dịch bằng cái dung dịch xà lan như quá trời bự ơi.
đạp. Ồ rồi. Nó chém nè. Quá đẹp luôn. Đang ve đó các bạn, nhỡ hỏng cái chân lên chỉ dính chừng khoảng là một cánh thôi mà nó quạt nước rồi. Chiếc này mà đang ngập một cái vô số thì như nhõng nhõng cái đầu. Đó. Quá đã. Mấy ông này đi cái hộp số rất là khủng nha các bạn, thì do cái dàn xẹp ở phía trước á rất là nặng ha. Máy chạy rất là nặng luôn cho nên là cái hộp số thì phải nói là khủng khiếp. Rất là nhiều cấp số luôn. Lái bằng cái quay lăng các bạn. Đâu, đâu của chương trình. Đây các bạn, thì bây giờ cái cổng ben cũng đã bắt đầu mở cửa ra ha. Những cái chiếc vỏ lãi nào mà nhỏ nhỏ phía trước thì lấy cái dầm móc bơi như thế này đây. Lấy cái tay lần luôn này nè. Cái chiếc vỏ lãi đặt mấy trong đề vậy ha. Và tất chiếc máy ba chạy. Phía trong thì còn rất là nhiều ghe thuyền nè các bạn. Chiếc máy ba gắn turbo rất là dữ. Trời ơi, ép cho cái cửa luôn rồi. Xem mấy chiếc xà lan đi chiếc ghe sắt này qua nha các bạn. Phía kia thì chiếc xà lan khổng lồ cũng chuẩn bị mở dây rồi. Nói khổng lồ là khổng lồ so với cái âu thuyền với con kinh này nha. Cái chân dịch
rồi. Dịch rất là lớn luôn các bạn. Xuống nó lên ga anh chạy rất là dữ luôn. Đó, chém nó cực. Đó. Bự hơn chiếc xuồng nữa nè. Cái vỏ cái dung dịch nó mà đặt lên chiếc xuồng nó chìm luôn nha các bạn. Đây thì tiếp theo chúng ta cùng nhau xem chiếc xà lan 3m hai cabin này vừa ra khỏi Âu các bạn. Ở ngoài kia thì mình thấy là đang chuẩn bị vô là 3-4 chiếc gió xẹp với một chiếc xà lan thẳm vậy đó ha. Wow. Xà lan mang biển số rất là dữ nè. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau xem cái chiếc vỏ xẹp này chuẩn bị vô cống các bạn. Chân dịch được không? Phải nói là rất là dữ, khổng lồ luôn. Mình coi mấy anh vỏ xẹp này chạy cái chân dịch cà phê các bạn. Quá lớn. Hầu gọi cái chân dịch. Xấu quá nè, thử thử thiệt chứ. Chiếc này chân dịch bự cũng không kém cỏi ha. Đó, gan tì mà kìa. Chạy băng băng vậy. Cái hộp số mà nó muốn bự bằng cái động cơ luôn nha các bạn. Cũng do vì cái quán tính công việc cho nên là cái hộp số nó hơi bự như thế này đây. Mới ủi nổi ha, ở ngoài kia là nó cái hai cái mũi cài đó, nó cài dưới sình đó các bạn. Dưới sình dưới đá luôn ha. Cho nên là cái hộp số phải rất là bự luôn. Chuyên dịch kìa. Quá cứ cái chuyên dịch đây. Chiếc nữa kìa. Ôi trời. Đây chiếc này các bạn. Con xếp ghe cho nó vô rồi sang ơi. Mình chém nước dư kìa. Rồi à. Nãy cái hộp số khủng khủng không? Thôi mấy chiếc đẹp trước á.
trên nước. Ôi dính 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 dính. Ngoài này chiếc ghe gỗ đang vô các bạn. Về kịch kim luôn. Dây cũng bị đầy hết. Anh Tây mà trâu ghê rồi. Hộp số nó rất là nhiều cấp số luôn nha các bạn. Thank you.
ghe cây kìa, để ba sát luôn chiếc xà lan luôn. Ngang luôn kìa. Rồi. Quá ngang rồi. Trời trời cái chớn. Ôi ôi. Quá siêu rồi. Lại quá dẻo. Ở phía trước còn cánh cửa nữa anh ơi. Dính cái đít rồi, đúng rồi, đứng đây là yếu đó. Yeah.
Âu bên kia luôn. Trồng chút xíu các bạn. Bây giờ thì đang đợi chiếc ghe cây cho ép về phía bên phải tí xíu ha. Bây giờ nông lên chiếc này, ở phía sau thì còn chiếc ghe cây với chiếc xà lan nữa các bạn. Yeah, chúc mừng.